Này là Văn Thanh đứng ở trong trong quay ra cái cổng. Biệt thự này chủ người ta bây giờ người ta về Pháp thì định cư, nhưng mà người em ở bên đây người ta giữ chừng nhà giùm. Em ở đây người ta đứng tên từ này ở dưới một một phòng ngủ, trong phòng ngủ đều có nhà vệ sinh, nhà tắm trong đó. Trên lầu 1 thì có 3 phòng ngủ đều có nhà vệ sinh, phòng tắm vào trong đó hết nha. Rồi trên sân thượng thì cũng có một phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng tắm trên đó hết luôn. 12 tỷ một đất của mình đó là 1050 nha, 1050. Tường rào xung quanh hết. Biệt thự này xây của Việt kiều Pháp nha, bây giờ người ta đi qua Pháp người ta định cư luôn, người ta sang lại. 12 tỷ. Tường rào xung quanh. Hướng Tây Bắc nha, hướng Tây Bắc. Đây, còn khoảng sân vườn phía sau. 1050 m, trong đó cái căn nhà của mình là 285 thổ cư. 285 thổ cư xây cái căn biệt thự. Còn phần sân sân là đất vườn, mà phần phía sau này cũng là đất vườn. Hai tỷ chẳng, không thương lượng nhiều nha bà con. Ở đây gần Ủy ban nhân dân xã Long Khê, đường trước mặt mình là đường nhựa 7 mét nha, đường nhựa 7 mét. Giá của nó là 12 tỷ. Không thương lượng nhiều. Xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, gần Ủy ban nhân dân xã Long Khê nha bà con. Rồi ai cần thì alo cho Văn Thanh số điện thoại 078 666 8368.